Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là ngày 18 tháng 7, em cũng có hai cái thông tin muốn chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn Thương Chị Loan được biết nha. Thì thông tin thứ nhất cô chú là mới đây má Tư cùng với chị Hồng Loan á, là cũng có ngồi trong một cái quán nước nha cô chú. Thì cũng chụp một cái tấm hình là má Tư với chị Hồng Loan, rồi cũng chia sẻ một cái dòng chữ ngắn cô chú, là má Tư nói rằng á là hiện tại bây giờ á là không biết sống sao á cho vừa lòng những người mà cứ nói rằng á là sẽ đứng lên bảo vệ chính nghĩa đó. Thì như ngày hôm qua cô chú anh chị thì em cũng có chia sẻ một cái video rồi, là chị Bùm Bùm hiện tại bây giờ là đang ở tại cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nha cô chú. Nhưng mà chị Bùm Bùm là bị hack cái Facebook đó, nghĩ sao cô chú anh chị, cái Facebook của chị Bùm Bùm là đỡ chị Bùm Bùm nè livestream đỡ giới thiệu những cái mặt hàng đỡ chị Bùm Bùm bán có tiền nuôi con đồ này kia cô chú. Mà nghĩ sao những cái thành phần nào á mà hồi trước cô chú anh chị cứ nói rằng là chúng tôi sẽ bảo vợ Hồng Loan, rồi đứng trước bàn thờ thắp hương đồ này kia các kiểu luôn, nói bằng cái miệng thì ngon lắm cô chú, nhưng mà trong cái tâm của mình á là không có tốt cô chú anh chị đó. Thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết, chẳng những chị Bùm Bùm mà rất là nhiều cái tem yêu thương mà đến thì cũng bị hack cái Facebook ra hết rồi cô chú anh chị. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là bên phía những người mà hack cái Facebook cô chú, là những người đó là muốn cho chị Bùm Bùm nè, rồi chị Ni nè, rồi anh Võ Việt Băng rồi á, là không có đưa những cái thông tin xấu về những người đó lên ở trên trang mạng cá nhân đó cô chú. Đó, phải nói rằng là rất là buồn luôn. Buồn cái điều đặc biệt ở đây á, chị Bùm Bùm cũng đâu có xúc phạm gì đến cái người này đâu cô chú, mà tại sao cái người này lại làm cái trò bắn bựa như vậy. Thì vừa rồi là má Tư với chị Hồng Loan cũng hai mẹ con là cũng ngồi chung lại với nhau cô chú, cũng lên tiếng nói rất là nhiều. Thì theo như em được biết cô chú, là hôm nay nữa là chị Loan và má Tư là đi cũng 3 ngày rồi đó. Thì vừa rồi là chị Hồng Loan cũng có chia sẻ là qua bên Thái là chị cả đi cả về cô chú, là chỉ 4 ngày thôi, vừa đi du lịch rồi vừa đi qua bên đó để làm cái công việc luôn nha cô chú. Công việc rất là quan trọng luôn á, là hồi trước là má Tư cùng với cố nghệ sĩ cô chú thì cũng có là sống ở bên Thái Lan á, thì má Tư cũng dắt chị Loan về bên đấy để là tìm kiếm những cái bằng chứng này kia, để chuẩn bị là ngày 23 tháng 7 này là sẽ đối mặt tại tòa lần 2 với mẹ con của cô cháu gái này nha cô chú. Thì quay trở lại cái thông tin thứ hai nha cô chú, thì hiện tại bây giờ là phải nói rằng là rất là vui luôn cô chú anh chị đó. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là cái anh thám tử lùng này, anh cứ anh đứng tiếng lên là anh nói tại sao lại chị Hồng Loan và chị Ni là không có đưa cái thông tin cho là cái anh luật sư ngủ quên đó cô chú, để cho cái anh đó là anh giúp đỡ chị Hồng Loan. Thì mấy đợt trước là chị Hồng Loan cũng có là lên tiếng rồi, nói rằng là cái người luật sư đó là người luật sư dớm, cho nên là chị Hồng Loan và chị Ni mới không có đưa cái thông tin nha cô chú. Thì sau khi mà chị Loan lên tiếng như vậy là bắt đầu bị cái anh thám tử lùng này, anh Ben, anh Ben đến nỗi mà anh đi tìm cha tìm mẹ của chị Hồng Loan, rồi anh nói là có cha có mẹ rồi đó. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan và chị Hồng Ni cũng rất là bức xúc về cái anh thám tử lùng này, cho nên là cũng đã là gửi cho anh này một lá đơn rồi. Thì phải nói rằng cô chú, bây giờ là hiện hết nguyên hình những cái thành phần nào mà giả tạo thì đã rõ rồi. Như cái ông luật sư ngủ quên đó cô chú, thì mới đây là bên đoàn luật sư là cũng đã là làm một cái tờ giấy là quyết định là loại bỏ cái ông này ra là khỏi ngành luật sư nha cô chú. Đó, tại vì là ông này ông vi phạm rất là nhiều cái luật ở trong cái ngờ mà luật sư cô chú. Đó, nghĩ sao luật sư người ta làm luật sư thì người ta kín kẽ cho cô chú anh chị, còn đằng này cái anh luật sư này
ảnh làm luật sư á, mà ảnh ở trong khách sạn đồ nè, rồi với ngồi với những cái thành phần mà YouTube đó cô chú, bắt đầu lên trên mạng truyền thông, rồi đưa những cái thông tin cho những người YouTube. Nói thẳng luôn là cái bà đầu tôm á cô chú anh chị đó, thì bà lên mạng bà bolo bola cái miệng, nhưng mà đâu có trúng đâu cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ là bên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng đã là quyết định chính thức là loại cái anh luật sư ngủ quên này ra rồi nha cô chú, rất là vui luôn. Đó thì đến thời điểm hiện tại bây giờ đỡ thử cái anh thám tử lùng này nè. Đó bây giờ có lên múa mỏ múa mép nữa hay không cô chú, chứ lên nói ngon lắm. Tôi có một người luật sư sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cho tôi. Bây giờ bảo vệ dữ chưa, cái ông luật sư này á, ông lo cho ông chưa xong đây nè, mà bây giờ là bảo vợ đi đâu á là cũng ngồi nói chuyện ngon lắm. Tôi là một người luật sư giỏi đồ này kia, ủa giỏi đến nỗi mà chị Hồng Loan là một người hiền á cô chú, một người cũng ít nói, nhưng mà chị Loan cũng lên tiếng nói rằng á, cái ông luật sư này là ông luật sư tào lao mà cô chú anh chị đó. Luật sư nghĩ sao, như chị luật sư Tuyết Ngọc á mới gọi là chị luật sư nha cô chú. Đó mình đến nhà chị Hồng Loan, ai muốn làm gì làm, anh em YouTube muốn quay gì quay, vẫn chào vẫn cười đàng hoàng nha cô chú anh chị, nhưng mà không có tiết lộ những cái gì ra bên ngoài hết cô chú. Đó vào nhà chị Hồng Loan đóng cửa lại, bàn công việc xong đi ra lên xe đi về nha cô chú, chứ đâu phải là nói cái này nói cái kia để tiết lộ cho những anh em YouTube rồi đưa trên mạng truyền thông, cái đó là đâu có đúng cô chú. Đó cô chú ơi, thì theo như cái thông tin của em được biết á, là chắc khoảng ngày mai thì chị Hồng Loan và má Tư cũng sẽ về nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là ở cái căn nhà số 5 đoàn thì điểm này cô chú anh chị, đó là chị Bùm Bùm cũng đang bị trục trặc là cái những cái thành phần không tốt là nó hack cái Facebook rồi. Thì chị Bùm Bùm cũng live stream ở trên cái shop Bùm Bùm đó cô chú. Đó giới thiệu những cái mặt hàng đỡ bán, đỡ kiếm tiền sinh sống mà nuôi con. Thì em cũng mong tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và yêu thương chị Bùm Bùm, thì cũng ghé qua cái shop Bùm Bùm để xem chị Bùm Bùm live stream giới thiệu những cái sản phẩm, rồi bà con ưng ý cái món đồ gì thì mua và đặt hàng để ủng hộ cho chị Bùm Bùm nha cô chú. Đó thì phải nói rằng cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là má Tư nè cùng với chị Hồng Loan là cũng ở bên Thái Lan, thì cũng đang là tìm kiếm những cái sự thật nha cô chú. Đó thì đợt trước là cái cô cháu gái này nó cũng lên mạng xã hội, nó nói ba lăng ba la cô chú, nó nói cúng đồ này kia, cúng cho cố họa sĩ, cúng cho cậu tôi cũng lớn ở bên Thái Lan đồ này kia các kiểu luôn, nhưng mà thực tế là không có cô chú. Đó rồi đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái số tiền mà cứ nói làm lỡ tạ má cho cậu tôi, sau khi má của cậu tôi được làm xong thì cũng hơn một năm rồi, bây giờ số tiền 89 triệu đó nó đi đâu cô chú. Đó cái cô cháu gái này á, nếu mà ra tòa lần thứ hai cô chú anh chị Loan nên lên tiếng nói cái vụ việc cái đó, đã ký với bơ hát rồi cái số tiền bơ hát đó, tại sao mình lên tiếng ở trên cộng đồng mạng mình nói mình làm mà sao đến thời điểm hiện tại bây giờ là số tiền đó không có làm, rồi số tiền đó đi đâu. Mình phải làm cái gì mình làm, mình phải rõ ràng cô chú anh chị, chứ đâu có thể nào mà đỡ cái đứa cháu mà đứa cháu bá dơ này nó ngâm cuồng, nó muốn làm gì nó làm được cô chú. Em rất là bức xúc về cái câu chuyện của cái cô cháu gái này, nó nói rằng á là nó cúng cậu nó cái ngày 49 ngày ở bên Thái Lan á cô chú, là rất là đông những vị chư tăng làm, cả mấy trăm người, cả mấy ngàn người làm, nhưng mà thật tế là không có luôn, nó nói sai sự thật luôn cô chú. Đó đến nỗi mà đến thời điểm hiện tại bây giờ là má Tư và chị Ni và chị Hồng Loan cũng qua bên Thái Lan là vừa đi du lịch rồi vừa đi kiểm chứng những cái lời nói của cái cô cháu gái này nha cô chú. Đó cô chú ơi, thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng tiếp tục chia sẻ một cái bài viết của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, và cũng có là ký là loại bỏ là cái ông luật sư ngu quên này
loại ra khỏi ngành rồi nha cô chú. Thì em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.